Rồi bây giờ hôm nay thầy hướng dẫn con làm cái phần gọi là chuyển từ hình này sang hình khác, biến đổi từ hình này sang hình khác ha. Cụ thể như sao thì cơ bản là thế này. Bây giờ có một hình clip nha tụi con, nhìn nè, nhìn nè con. Rồi tại em số 1, tại thời điểm số 1 thầy có hình clip. Máy nhìn lên coi con, nhìn học bài kêu nó nhìn thầy con. Hai đứa luôn nhìn lên con. Rồi tại thời điểm số, ví dụ như số 30 đi ha, thầy insert một cái keyframe được không con? Thầy bỏ cái hình này đi, thầy vẽ một hình khác, ví dụ hình chữ nhật. Rồi đơn giản ha. Bây giờ con muốn biến hình ellipse thành hình chữ nhật thì con làm được. Hình nhật trong màu xanh nha. Nào nhìn là tại thì nhắc lại thời điểm số 1 mình có hình ellipse, thời điểm số 30 thì có hình chữ gì? Chữ nhật, hiểu không con? Hiểu. Rồi vậy muốn biến từ hình ellipse thành hình nhật thì con làm như sao? Clip phải tại chính giữa nó có một cái chức năng chuyển động, nó gọi là motion thêm đúng không con, gọi là shape thêm, hiểu không? Motion thêm là cái chuyển động theo cái đường, nhớ không? Còn bây giờ shape thêm là biến thể, hiểu không? Shape con phải chọn shape thêm. Thì con thấy đây, lập tức đây con thấy từ hình clip chuyển là nó chuyển dần sang hình chữ nhật, thấy không? Hiểu không? Đúng không? Giờ có thứ tự con làm tiếp nữa được không? Được. Ví dụ giờ số 60 đi, insert một cái keyframe nha. Thì tại keyframe 60 con đừng có lấy hình đó nữa, mà con làm cái hình lục giác hay là cái hình gì đó. Rồi ngủ quá. Muốn lục thì sao? Lướt từ đây nè, option là 5 nhập tình mấy con? 6 thì lục, muốn 8 cái gì tùy đúng không? Màu cũng đổi màu gì, đổi thành cái màu vàng đi ha. Màu cam đi ha. Vâng, rồi. Bỏ quyền nha, nhìn cho nó dễ chịu đúng không? Nhìn nè. Quay lại chính giữa con chỉ cần chọn như vậy. Xếp. Rồi xong con thấy nè, từ đem số 1 đối đem 30 đến 2 cái render không biết nó có đổi màu không thôi. Nó nhớ cái lỗi không, cái lỗi đó không? Rồi nhưng mà cái này là hình nó không có hiệu ứng thì nó sẽ 90% nó sẽ làm được. Đúng rồi, nó ở ngoài nó sẽ làm được, còn vô kia nó không làm được, này làm được, thấy chưa? Vô hiệu ứng ở trong nó dịch không đúng luôn con. Nó dịch không đúng, nó ra ngoài này làm được đâu, thấy không? Từ hình này chuyển qua hình kia nè. Vậy giờ con sẽ làm cho thầy khó hơn nữa là làm từ số 1 biến thành số mấy? Tới số 10 cho thầy, hiểu không? Rồi thầy đóng bỏ bài này nha. Rồi thầy hướng dẫn con luôn ha. Rồi con làm biến từ số 1 đến số 10, thầy làm lấy điểm nha. Đúng không? Nhanh. Bây giờ tại thời điểm số 1, thầy đánh số 1. Cho nó bự lên xíu. Màu cam hả? À cũng được. Màu gì cũng được, tùy. Cho nó 120 đi. Rồi, tới số 1 đây đúng không con? Rồi, tại thời điểm số 15 đi ha. Insert một cái gì con? Kirem. Lúc này thầy dời qua đây. Đánh số mấy con? Đánh số 2. Rồi thầy làm đại diện 3 số thôi, những số còn lại con tự làm, có đồng ý thầy không? Đúng không? Thầy đang hướng dẫn thôi mà. Số 3, nhưng mà con cẩn thận nha, nhìn nè. Con nên đổi màu đi nha, tại điểm số 3 thì cho màu đỏ. Tại điểm số 2 thì cho màu cam. Tại điểm số 1 thì cho màu xanh. Rồi có nghĩ là nó ra không? Đúng rồi, không ra. Tại vì sao? Chữ là nó không ra, mình phải bẻ gãy chữ thì nó mới ra. Chữ có thể nó có khung bao không? Nó không biến được đâu, hiểu không? Bây giờ không phải bẻ chữ ra bằng cách nhấn Ctrl B bò hoặc vô Modify nè, Ctrl B nhớ không? À, rách nó ra, bẻ nó ra, nhớ không tụi con? Con không nghe lời thầy là không làm được nha. Rồi giờ con làm đi bình thường rồi đó. Những cái gì lưu ý thì thầy đã lưu ý hết cho con rồi, chọn xếp nha. Rồi mời cả nhà coi, nhấn Ctrl Enter này, coi biến vui lắm nè. Biến là giống như quỷ vậy đó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, đúng không? 1, 2, 3. Thì con muốn cho nó dừng cho đó lâu lâu thì con phải tự xây sở, để ví dụ nha. Tại đây con muốn số 3 lâu chút thì con phải insert một cái RAM vô, đúng không? Con hiểu không ta? Nè, ví dụ nè, 1 nè. À, đúng không? Hiểu không ta? Rồi. Rồi thì thầy vừa nói con xong cái phần này là chuyển đổi cái từ hình này qua hình kia xong nha.